vị và các bạn đã quay trở lại kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là tin tức mới nhất của Sao Việt trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất. Chân dung người chồng mới của vợ cố nghệ sĩ Duy Nhân sau 4 năm chịu tang. Cách đây 2 ngày, vợ cố diễn viên Duy Nhân đã lên xe hoa sau 4 năm chịu tang chồng. Thông tin về hình ảnh bạn đời của Kiều Anh tuyệt nhiên được giấu kín. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn nhanh chóng tìm ra được chân dung người đàn ông này. Ông xã của Kiều Anh tên là Đặng Hiếu, sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, hiền lành. Cả hai đã là anh em thân thiết nhiều năm trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Trước đó, vào ngày 26 tháng 10, Kiều Anh và ông xã đã tổ chức lễ phu quy ở quê nhà cô dâu, thành phố Huế. Đến ngày 2 tháng 11 tới đây, lễ cưới của cô và ông xã sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội. Ông xã của Kiều Anh là người làm công ăn lương, không phải đại gia như tin đồn. Và hiện tại cả hai vẫn chưa có tin vui, mọi tin đồn cứ chạy bầu chỉ là đồn đoán. Kiều Anh vô cùng tổn thương vì bị nói cứ chạy bầu với đại gia. Khi thông tin Kiều Anh, vợ cố diễn viên Duy Nhân lên xe hoa, nhận được sự quan tâm chú ý từ phía người hâm mộ. Đa số bạn bè người hâm mộ của Duy Nhân đều mong muốn Kiều Anh có một bến đỗ mới hạnh phúc. Bên cạnh đó, không ít anh hùng bàn phím đã buông lời suy đoán, bịa đặt khiến cô bị tổn thương không ít. Kiều Anh đã có những dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân. Cô gửi lời cảm ơn những người luôn theo dõi chúc phúc cho mình và giải thích bản thân không cứ chạy bầu như lời bịa đặt của một số người. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng. Có gì là điều không đúng? Là anh em bạn bè bao nhiêu năm, quý nhau rồi thương nhau lúc nào không hay. Cuộc đời bao nhiêu thứ hỗn loạn, cay độc, thì kiếm một người thông cảm thì khó biết bao nhiêu. Không biết giữ lại bên cạnh thì quả là ngu dốt lắm. Bên cạnh 30% loại người cay độc không được có duyên, vẫn còn 70% người yêu thương mình. Em trân quý và cảm ơn những lời chúc từ các anh chị em nghệ sĩ đã nhắn tin em từ tối qua đến bây giờ. Em vẫn chưa có em bé, bụng em béo vì em ăn nhiều. Nếu có thì cũng là niềm vui thôi. Chồng em là con nhà giàu nhưng là giàu tình cảm mọi người ạ. À, anh vẫn là nhân viên làm công ăn lương như em, không phải đại gia gì đâu. Kiều Anh và cố diễn viên Duy Nhân kết hôn vào năm 2014. Sau một năm về nhà chung sống, Duy Nhân phát hiện mắc căn bệnh ung thư. Nam diễn viên đã qua đời vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 2015, khiến đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng đau xót. Sau khi Duy Nhân mất, Kiều Anh vẫn tiếp tục thực hiện những di nguyện của chồng và coi gia đình chồng giống như gia đình ruột thịt của mình. Sau 4 năm thì Kiều Anh đã tìm được một bến đỗ khác khiến nhiều người mừng cho cô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất.